Xin chào các bác nhé, em là Hiếu đến từ xe đạp F-Bike. Thì hôm nay bên em có về cái hàng TT Go Classic M9 này. Thì em làm cái video này thì quay để giới thiệu cho các bác cái chiếc xe này. Thì hiện tại cái chiếc TT Go Classic M9 này bên em đang có hai màu, màu đen xanh biển như này và một màu đen xanh lá nữa các bác nhé. Thì con TT Go M9 này thì có cấu hình của nó rất là tốt. Đi chạy bộ đề là Simlo Atus M370, 27 tốc độ, 3 đĩa và 9 lít. Con TT Go này thì chạy khung nhôm rồi, khung nhôm không mối hàn rồi. Và các dây đề này, dây phanh là chúng chạy âm hết trong sườn, âm hết trong khung rồi. Để cái khung này trông khá là gọn, rất là gọn. Con này sử dụng cái trục giữa thì là trục rỗng rồi. Trục rỗng thì là M9 rồi, của Hotwell. Giảm sóc thì có khóa hành trình, tăng giảm độ nhún. Con này chạy là phanh dầu Shimano M345. Xăm lốp của nó là 26 inch nhân 1.95 của CST, dòng CST cao cấp. Thì về cơ bản con TT Go M9 này thì nó thuộc dòng cao cấp của hàng TT Go. Hàng TT Go là thương hiệu của Đức các bác nhé. Thế đây để em quay gần sát vào cho các bác xem từng chi tiết từng đồ của chiếc xe này nhé các bác nhé. Đấy, trước mắt đây là cái khung của xe đây. Cái khung xe thì là nó đã không còn vết mối hàn nữa rồi. Dây đề và dây phanh đều chạy âm hết trong sườn. Đấy, tem nhãn của nó đây rất là đẹp. Đây, tem dưới gầm khung nữa. Tem TT Go dưới gầm khung. 3x9 speed M9. Chiếc con TT Go này thì nó size khung của nó là 17 inch các bác nhé. Size khung là 17 inch thì các bác cao khoảng 1m6 là các bác đi chạy tốt con này, chạy đẹp luôn. Yên và cấu yên của TT Go M9 đây. Con này sử dụng pedal Wellgo. Yên của nó đây các bác nhé. Đấy, đây là bộ chuyển động của nó đây. Son tí chuyển động đây, con này chạy trục rỗng rồi. Đùi trục rỗng thì nó chạy khá là ổn đấy. Ủ lâm trước là Simlo Atus M370. Atus M370 này. Ủ lâm sau Simlo Atus M370. Và chạy lip 9 tầng các bác nhé. Chạy clip 9 tầng. Bên kia là cụm phanh dầu Simlo M345. Con này chạy cặp Meyer của Pháp Tây. Đấy thì cái Meyer này của nó cũng khá tốt, Meyer nhôm rồi, trục tăng mở nhanh. Vành của nó thì là sử dụng vành nhôm 2 lớp. Đấy, đây là bộ tay bấm ở trên tay lái của nó đây. Chạy Simlo Atus 3 tốc và 3 đĩa và 9 lít. Đây là bên đề trước đây. Giảm sóc của con này thì nó có tăng giảm độ nhún và khóa hành trình rồi. Con giảm sóc này thì hành trình của nó là 120mm các bác nhé. Vai của nó đã sử dụng vai nhôm rồi. Đây là Meyer trước và cụm phanh trước. Để led rõ cho các bác xem. Đấy, chung là con TT Go đợt này em nhập về thì cái cấu hình của nó rất là tốt mà giá nó cực kỳ rẻ luôn. Đợt này là giá cái cấu hình này, ví dụ như các dòng Galaxy hoặc là Twitter thì thường các cấu hình như này nó lên vào tầm khoảng tầm 6 triệu 7 đến 7 triệu. Và con TT Go này có một mức giá khá là hợp lý đấy. Thì mời các bác qua cửa hàng bên em xem hàng nhé. Xem hàng hoặc inbox hoặc là alo cho bên em. Thì bên em sẽ báo giá trực tiếp cho các bác nhé. Rồi, em xin chào các bác nhé. Giới thiệu sơ qua các bác con xe này thôi. Chào các bác nhé. Hẹn các bác trong các video sau và các chiếc xe khác bên em về sau các bác nhé.